bội thu rồi cả nhà ơi, hôm nay bội thu nhiệm thu nhiệm thu bội thu chứ nhiệm thu gì. Trời ơi, bội thu rồi, quá chừng rồi, quá chừng rồi. Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh 66 TV của mình nha. Trưa nay mình cùng với anh chị hai đi thả lưới cá sát cả nhà ơi. Nãy giờ ngâm được khoảng nửa tiếng à. Bữa nay mình ngâm hơi ít. Lưới cá sát trung bình nó tầm 40 phút cả nhà. Khoảng đó. Lâu lắm cũng một tiếng trở lại à, không có ngâm lâu. Giờ này tới nước cuốn lưới rồi. Đó, cá sát nè, đó, chúng cá sát rồi chị hai ơi. Vậy à? Vô rồi, mới lên lưới cá nhà ơi. Rồi. Hay, hay quá vậy, nay bữa hay quá vậy. Rồi, có nghe kìm không hả? Chắc vậy quá à, hình như là vậy luôn á. Thôi giờ quay qua người cắt người gỡ đi. Anh hai đưa anh hai cắt cho hai gỡ đi cho mau. Để con. Ồ, cá sát này cả nhà ơi. Rồi nay đây có con cây kìm mà cả nhà ơi. Đúng thiệt à, có lý à. Giờ lên chùm lên hai bẻ đẩy ra chị hai gửi chắc ăn. Nước này ngon quá ta. Tìm anh chị hai mình có tìm lên à, có tim phải. Anh chị hai mình có tài lưới neo lớn với tài lưới cá sát này nè cả nhà. Mấy bữa mà mình không uống lưới neo được thì uống cá sát. Cá sát thì dễ uống hơn, mình mau cuốn hơn. Có tim, mình thấy có tim thế nào cũng có nữa nè. Đó, trời ơi cá bự. Còn ủa sao nay tăng cường cái gạo nước làm gì vậy? À nhớ cái hả chị hai? À tưởng đâu nay chị làm gì môn mới chứ. tưởng đâu đó. Ôi dữ rồi hai ơi, dữ rồi. Này chúng bài cá sát rồi cả nhà ơi, nãy giờ cá sát nhặt đi. Đuôi nó vàng nha. Rồi. Có nữa kìa cả nhà. Đỡ rồi. Cá lên. Đó, cá lên. Chị hai thấy sao? Hồi nãy đi ra bè, pha có mấy ly cà phê là than rồi. Nhờ than hả? Nhờ than mà chiều có tiệm cà phê chứ không? Em nói mà nói trời ơi, mấy ly cà phê nhầm nhà gì hồi trúng cá nè. Trời ơi, tự nhiên hai không bẻ tay luôn kìa. Còn tim cục gạch
Trời khúc này gắt quá. Đó. Cũng có. Đó, hồi ôi cá sát mập vậy nè ơi. Đuôi nó vàng nín nè. Ôi rồi cái bụng kìa. Có chừng rồi. Đó, ôi ôi, hai con. Hết sức hai con. Ôi ôi, nguyên trọng luôn rồi. Ôi, vô. Ôi ôi, đã. Ôi ôi, còn nè, cả nhà ơi. Trắng trắng kìa. Ôi, lọn đâu còn có út vô vậy. Ôi, nguyên một chùm. Ôi dồi ôi, vô rồi. Mừng quá. Chiều nay có cà phê uống nữa. Bữa nay trúng nguyên bầy luôn rồi. Bởi ta lưới này cũng cũ rồi, gách cũng nhiều rồi ha. Còn tim nè, tim lên nữa nha. Nè, tim nè. Đó, tim lên đó. Còn lãnh nhãn rồi chị hai. Họ dính từ đầu lưới luôn đó ta. Đã thiệt chứ. Mới vừa lên cục đá neo. Có cá liền. Càng cá này thấy vô đục hay thấy ngoài đây. Trời hên. Còn nó có phước đó. Thôi thấy ngoài à. Lâu lắm rồi mới thấy trúng được bầy vậy nè. Coi nè anh hai ơi. Ruộng luôn quá. Hả? Ruộng luôn quá. Ừ, có tình hình sao? Ruộng này chạy vậy xuống dưới mà hồng tiếp mấy bè chứ. Chạy xuống dưới cái đi. Anh hai quyết định ruộng luôn rồi, coi con sao. Đồ ơi. Lên chùm chùm rồi cả nhà. Kiểu này nè, vô bờ nhờ mấy anh chị em đồ gỡ phụ rồi chứ sao gỡ nổi. Con này cả nhà ơi, quá chừng rồi. Rồi rồi cũng không nhiều hơn tối rồi. Sao cái tình hình sao cái gì? Tình hình sao? Rồi còn kìa. Thì ruộng chứ, đã ruộng rồi, làm sao rồi, làm sao? Hai mới gỡ rồi kìa. Thì gỡ. Thì cứ gỡ. Hai không? Gỡ nào là ở đó hả? Ôi ôi, làm lấy bạch kilo. Quá rồi. Không gỡ nữa. Quá rồi. Rồi lúc này còn dữ hơn nữa rồi. Sao không gỡ nổi? Cái
cá bữa nay nó đi bày cái dính cá tốt không mà cả nhà, cá bự bự không nè, coi nè. Bây giờ hả? Dạ. 2:40 có điện bác ba lên thầm phụ không? Rồi quá rồi anh hai ơi, anh hai quay mặt lại cái làm kiểu cái anh hai đó đó của mày đưa nè nè. Màu đỏ tới mày đang chuyện ác không? Tới màu đỏ luôn. Nắm cái này kìa. Thôi rồi chị hai cũng kéo có cá nữa nè. Lưới à. Đây hết cá. Hết con cá bự không? Ừ, có dây có dọc. Quá rồi. Bội thu rồi cả nhà ơi. Hôm nay bội thu. Nhiệm thu. Nhiệm thu. Bội thu chứ nhiệm thu gì. Trời ơi bội thu rồi. Quá chừng rồi, quá chừng rồi. Đó. Cả nhà ơi, hôm nay ruộng lứ luôn rồi cả nhà ơi. Quá rồi. Trời ơi. Hết sức rồi. Cái này tái hiện lại những khoảng gần chục năm về trước ha. Khoảng 7-8 năm về trước á. 7 năm về trước là anh chị hai nói là mỗi lần mà giăng lưới cá sát là ruộng về không nè. Chứ đâu có khi nào mà gỡ tại xuồng đâu. Về nhà gỡ không à. Dính về không á. Cái này là dính từ nhà tới trường luôn nè, dính từ đầu lưới tới cuối lưới luôn đó, gần hết lưới rồi đó, nhẹ rồi đó, nước lên bựng bựng rồi đó. Dù chuột cũng còn dính dây nữa ha. Đó tới đầu phao đó cả nhà, tới cùng dây phao trắng trắng rồi. Máy chạy xuống dưới hồng đi, gỡ gỡ trên đây đang tao bán chạy dưới sao bán chạy dưới rồi tới là gỡ tiếp chạy về đang coi tiếp nữa. Chị ba không gà chúng cá sát bữa nay cũng phải bắt trước chị ba chính dính cá sát chứ. Ờ đó thấy không, thấy đóng lưới không? Không gà chứ chị ba dính cá sát dữ lắm phải không? Hai bữa làm có 20 kg. Trời ơi, dữ dằn. Tại lưới của chị nói ra là nhìn là hình như không thấy lưới. Là lưới này cũng vậy vậy, te tu hết trơn chứ có nguyên đâu. Lưới không đầu mùa tới giờ còn nguyên đâu. Hai phân qua xuồng em đó, có cái chạy nó chạy qua gỡ. Dạ. Chị nó có mỗi xuồng có chị ba mình có cái kiếm không? Ừ ha. Ai có nè. Trời ơi mừng hết sức à. Cũng xuồng bự vậy. Anh hai. Nãy giờ bé tay không đó. Vậy chứ có cây kìm một à. Ai biết coi sao để sao được có để giờ. Quay cái đầu cắt cái đó đút vô trong mày đó đặng hàng nói qua. Em mới con trước chị quay cho nó 7 kg đầu cá đó. Đúng giờ. Ờ con bữa trước chị nào chị 9 kg đó. Vậy hả? Cái này trúng dữ ta. Cái trận này nhiều hơn trận ngày hôm nhiều hả chị hai? Đúng không? Ngày hôm còn gỡ hả? Không gỡ, đâu gỡ.
chỗ cá nhỏ. Cá nhỏ nhỏ. Cá nhiều, cá nhiều. Cá nhỏ. À. Cá nhiều. Gì dữ vậy? Mà tối tính ra số con nhiều hơn nữa hả? Gì ghê không? Nhiều hơn. Ghê hả? Hồi hôm anh chị hai cũng thả tới lưới cá sét cũng trúng vậy cả nhà, nhưng mà mình không có đi. Tối khuya quá, 2-3 giờ khuya. Giờ đó ngủ ngon quá trời, hai điện có nghe đâu. Đúng rồi, anh coi là nhiều lắm. Chị hai điện 6 cuộc, anh hai điện cuộc nữa là 7 cuộc. Không dùng điện thoại tao, không điện, điện thoại không bỏ với bè, không đi lên. Hồ của đứa neo đó, đeo. Neo đâu, neo. Đeo, cái gì? Hồ của đứa neo đó. Trên đó là bác Tám và chị ba mình đang chuẩn bị mồi để móc câu cả nhà. Bác Tám này sử dụng mồi ốc. Ủa tại sao lễ ta? Con tưởng đâu ốc đó mình đập chứ. Đập nè, không đập không cãi gì nữa. Đập thì mau hơn ha. Lâu hơn. Ủa vậy ha. Dạ. Thế vậy mà cũng có mấy con cá xanh kỳ này cả nhà. Đây là cá xanh kỳ, cái lưng của nó có màu xanh, xanh đặc trưng lắm, mà cái đầu của nó tròn, nè coi. Còn này là con cá sét, cá sét cả nhà thấy nó có một lằn sọc đen ngay chỗ tai mình, thì dài xuống từ đầu tới cái đuôi luôn, đó, nó lằn sọc mà kêu là sát sọc, là nó đó, cái mỏ nó là nhọn, anh cả nhà coi nó nhọn nè. Để nhọn hơn, giặt xéo này. Còn cái mỏ của con xanh kỳ này lại nó lại tròn, cái nhà con nó tròn hơn. Đó, đặc điểm mình nhận biết hai loại cá này, tại vì hai loại cá này rất là giống nhau cả nhà ơi. Rồi gỡ được mớ, chị hai đem ra ngoài ngã ba. Dạ, ngã ba ngoài cái cầu lớn ngoài bán cả nhà ơi. Rồi cái phần kia thì anh hai tiếp tục anh hai gỡ. Bây giờ mình ra ngoài đường lỗ lớn để bán cá cả nhà ơi. Chị hai nhờ cây dù của anh Giỏi cái bên nè. Anh Giỏi bán trái cây đồ, chú chiên, chú nướng. Ơi có đông người qua lại á, mình dễ bán hơn. Mới ra có bà cô mở hàng cả nhà. Cái giác luôn à năm. Dạ, giác đi. Giác giác đi, bán mở hàng giác giác đi. Dạ, nhờ anh Giỏi có cái này mở lên. Cảm ơn anh nhiều nha anh. Ở ngoài nắng lắm cả nhà ơi. Cũng nhờ có mấy cây dù của cái gian hàng của anh Giỏi nè. Nè, tiền nó đem vô trống nè. Dạ dạ, cảm ơn cô ơi. Cá sét ở đây bán đa phần là mình phải mặn luôn cho người mua cả nhà ơi. Mấy cô bác mua kêu mình mặn luôn à. Đem trái dưa hấu đi, có dao không? Đó. Xẻ luôn cho chị hai ơi. Cái nào cũng được, cái này cũng được. Dưới đi, bự bự đi. Này bán sao, sao anh? 6.000 trái. 6.000 trái, 3 trái là 18.000 ha. Hồi nãy nhiêu rồi, cái trái dưa hấu á? 17.000. Ờ, 7 nhiêu đó, cũng chẳng rồi, lấy 3 trái nữa đi. Cắt ra luôn không? Hay là để nguyên? Để nguyên cho em đi. Em chưa ăn giờ. Dạ. Ngày bán được nhiều không anh? Ngày bán được vài chục trái. Dạ. Ngày bán chuối nướng rồi bán này bán kia ha. Cái này có kia. Thấy em thấy anh càng ngày gian hàng anh càng mở rộng nha anh Giỏi. Kẹo vài ngàn không à. Dạ. Giờ đây nhờ cái vụ anh đỡ quá. Thôi chị hai giờ này ra ngoài này ngồi nắng lắm. Chị hai gào lên, chị hai gào lên, em gào cho cao còn yếu một chút nữa. cái hôi gào còn yếu hả chú? Nãy giờ đi ngoài nắng mệt quá chưa? Con chú là ủng hộ à. Chiều nay lỗ máu chị ngủ bà xu xuống.
nửa ký thêm chị. Hôm qua rủ bà Thương xuống. Dạ, cảm ơn chú ơi. Khỏe liền 22. Ủa miếng nước khỏe không? Ăn miếng gì không khỏe nè, nghe khỏe nữa nè. À, cắt làm đôi luôn đi anh. Cắt gì nữa không? Dạ đúng rồi, nhờ anh giỏi làm giùm vậy. Vừa cắt không rồi. Rồi thấy rồi. Nằm ngoài đường cắt. Đúng rồi. Trời. Ta nói vừa cắt. Ta vừa hấu cát bà ơi. Bà ơi. Vừa bà ơi bà. Nó gõ gà, cái đồ vừa nằm ngoài đường cắt. Trời ơi, giờ này. Giờ này trời nắng mà có miếng gì hấu rồi. Nhìn hết sấy ra nha ơi, hết sấy bà bảy. Trời ơi, con nước kìa, nước chảy kìa. Được không? Được không? Lấy sức đi, nãy giờ đi giờ nắng quá chừng mà. Khát nước quá cả nhà ơi. Vô. Mời cả nhà nha. Mời anh giỏi nha. Rồi cũng dưa hấu luôn chứ. Quá ngon, cùng xin mời cả nhà nha. Mình đợi cô bác ở đây tới giờ đi làm về cả nhà. Chút xíu nữa. Giờ này chiều tầm 4 giờ 4 mấy à, chút xíu nữa chừng nửa tiếng nữa người ta về tới. Cái xác này người ta thích mua đó, ở đây ai cũng thích ăn hết trơn. Thôi giờ em vô phụ anh hai gỡ cá nha. Em vô phụ anh hai gỡ cá chút xíu gỡ em đem ra cho chị hai bán nữa nha. Em về trước nha. Dạ. Có lại gỗ luôn hả? Dạ. Trở về xuồng thì anh hai cũng đang gỡ cả nhà ơi. Còn nhiều lắm mới gỡ chừng phân nửa hả? Chị hai phải đem ngoài bán rồi. Đi đâu anh hả? Cho đó chứ coi. Trời có gì hả? Pin. Dạ. Đâu anh hả? Dạ. Cho đó chứ coi. Dạ. Có uống pin không? Ở trong đục mình còn mới rồi nè. Còn nhiều lắm. Để mình quay qua mình gỡ phụ anh hai hồi cả. Nhận mình gỡ được cái mình đem qua chị hai bán nữa. Mấy anh em mình đang gỡ cá rồi nhờ. Cô hai ơi lại mua con cá về ăn nè. Mình nghỉ tay cái trong khi mình xả hơi luôn. Mình quay cả nhà xem. Anh hai lựa cá nè. Đó, bán cho người quen phải lựa cá hạng nhất mới được nha anh. Bán cô hai phải bán cá ngon mới được nha. Cá này bự không? Trời ơi. Nó đi bầy lớn này vậy đó, chúng cá bự không cái nè. Trời ơi. Lên mua nữa cho xài đi. Dạ dạ. Sẵn có bán xài chín nhóc không có xài sao? Dạ, đó rồi. Cái đó kho lạc có xài nữa ha. Cái là thôi. Dạ. Cơm luôn ăn cái gì? Quay cái lưng đen không hả? Anh em mình gửi xong rồi cả nhà ơi. Ở đây quay nãy giờ này cho cũng khỏi mười mấy ký. Chị hai đem ngoài mới rồi, giờ anh em mình đem số cá này ra cho chị hai bán tiếp. Còn ở trong đục này cá mạnh, mình đợi chừng nào hết số cá ngoài kia mình hãy đem ra. Đem ra từ từ cả nhà ơi, để đem ra nhiều quá mình bán không kịp cái nó bị chết con cá. Cá này nó mạnh, để đây đi. Chị hai điện kêu ra quá. Rồi. Để bà ký đó nha nè. Trên bà ký mày. Đó là trên. Trên bà ký. Ừ. Ngày ra ngoài phép muốn qua mình đi rồi xong đi gì đâu. Dạ. Yeah. Giờ này giờ bà con tôi đi làm về nè. À, xíu rồi xong. Rồi, giờ anh em mình lên đường. Ừ, hết rồi hả? Ừ. Hay quá ta, hay quá ta. Dạ hả? Còn hết. Còn ở trong cái đục chút đỉnh à. Cho cả nhà coi lại mấy con cá sát cá nữa nè. Rồi, bữa nay bây giờ đã xong buổi thăm lưới của anh em mình rồi. Bây giờ mình đem cá cho chị hai bán rồi anh em mình về.
Rồi xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt mọi người.